Hoàn cảnh đáng thương mà làng hài Mẫu Hội ghé thăm trong chương trình kỳ này là hộ chị Thạch Thị Banh ở ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trước đây làm nước đá, rồi tới sau này nó bị bệnh đau bụng đó. Chuyện đi Vĩnh Long mới mổ là bị u nang buồng trứng. Mổ rồi về một thời gian cái bị bệnh suy tim, không có tiền đi rồi ở nhà mua thuốc, uống chút đỉnh ở nhà. Khó khăn, thiếu thốn, nhưng là một người chồng, người cha, anh Thạch Bình luôn cố gắng nỗ lực làm lụng hết mình, không từ nan bất cứ công việc nặng nhọc nào để có tiền lo thuốc thang cho vợ và cho con gái được học hành như bao người. Vẫn còn đó bao nỗi lo toan trước mắt, khoản nợ hơn 20 triệu đồng chưa thể xoay sở. Bao năm qua, anh Bình, chị Banh chẳng dám ước mơ về một mái nhà lạnh lặng hơn cho các con mỗi mùa mưa về. 50 triệu đồng là phần quà chương trình Làng Hài Mẫu Hội tuần này mang đến cho gia đình anh Bình, chị Banh. Hy vọng từ nền tảng vững vàng là một ngôi nhà mới khang trang hơn, anh chị sẽ có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, lo cho con cái được học hành đến nơi đến chốn và vươn lên thoát nghèo vào một ngày không xa. Em xin tự giới thiệu, đây là những thành viên trong nhóm Đồng Dao. Trước tiên thì tụi em xuống đây để gặp gỡ và hỏi thăm sức khỏe anh chị và gia đình. Sau đó thì tụi em muốn trao cho anh chị cái phần quà mà được trích ra cái phần thưởng của tụi em trong cái chương trình này, Làng Hài Mở Hội, được nhất tuần. Em nghe được cho nhà là mừng dữ lắm. Tại mình không có khả năng nào làm nổi được nhà này, bây giờ được làm vậy là mừng hết biết mừng luôn. Thưa anh Bình, chị Banh, đây là tấm lòng của đội Đồng Dao cũng như là ekip thực hiện chương trình Làng Hài Mở Hội được tặng cho hai anh chị. Trước tiên thì em xin chúc cho anh chị với cháu là nhiều sức khỏe. Thứ hai nữa là sắp tới đó, khi mà được cái ngôi nhà đó thì mình sẽ làm ăn phát tài hơn. Nhà mình em thấy cũng đang xây, chắc nhiều công việc lắm. Em giúp mỗi người tay em cho nó nhanh ha. Nói vô giúp luôn đi. Rồi sẵn đi. Rồi vô đi, vô sẵn đi, vô phụ luôn. Sẽ hé lộ vào tuần sau cùng sự xuất hiện của giám khảo khách mời Nguyên Vũ. Người nghệ sĩ đa tài tập 4 phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 11 giờ 45 thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.